xin chào mọi người. Hôm nay Ngọc khỏe hơn rồi thì không bị say xe nữa thì em bắt đầu quay video tiếp thần kinh cho mọi người nhé. Cắn nhau luôn. Đàn này thì mảng màu hiện tại là bây giờ nó chưa lên màu ấy, nó chưa được đẹp lắm về cái màu lông của nó. Phải tầm 2 tuần nữa nó trải qua cái quá trình thay lông mọi người. Đây là lông tô của nó đang lông nhôm này. Tầm 2 tuần nữa nó thay lông đi thì lên cái chất lông đẹp. Còn về cái mức độ thần kinh ấy, các anh nào mà nuôi để chuyên huấn luyện nhá, mình không nuôi với cái mục đích là kiểu là mình xem cái màu lông mà xem cái tố chất của con chó để nuôi huấn luyện, thì cái đàn này nó đạt cái tố chất để cho các anh nuôi huấn luyện. Nói chung là cái chó này thì hầu hết ở mình ấy thì lại vừa thích đẹp lại vừa thích thần kinh tốt, đúng không ạ? Còn ở nước ngoài hầu hết là người ta sẽ nhìn vào cái tố chất của con chó. Nên là nếu mà một số anh mà theo dõi những cái trang fanpage của nước ngoài ấy, chó, những cái con chó họ nuôi toàn màu sáng xám luôn, Malinois ấy. Còn ở Việt Nam mình lại phải thích đỏ cực kỳ là đỏ sạch, gầm đen xì, lông bố chân đen, màu kẻ vẽ, màu đẹp tuyệt đối mà lại thần kinh tốt nữa. Đấy, nên là mỗi tiêu chí của mỗi nước thì chơi khác nhau. Còn ở nước ngoài thì em thấy là toàn màu sáng xám như thế này. Đấy, những con như thế này lông đen. Ở Việt Nam mình lại cứ bảo xấu. Đấy, họ chơi là họ dựa vào cái tố chất thần kinh là chính nhá mọi người nhá. Con nào thì khôn, thông minh, dễ huấn luyện thì họ sẽ dùng để chơi, để huấn luyện thôi. Đây là nói chung là cái vấn đề màu lông, mảng màu của đàn này thì em không bàn đến rồi, bởi vì là thực tế như thế nào mọi người cũng nhìn thấy ở đây là hiện tại là bây giờ lông tơ nó chưa được đẹp. Đấy là em cũng nói thật. Đó, qua quá trình thay lông còn 2 tuần nữa cơ thì nó mới ra được cái lông, chất lông cứng, cái hình lông nó mới sạch màu ấy, nó mới đỏ vàng đều lên thì nhìn là nó sẽ đẹp hơn. Còn thần kinh mà các anh huấn luyện ấy, anh nào mà chỉ với mục đích nuôi huấn luyện ấy, thì bỏ qua đàn này thì cũng sẽ hơi phí cho mình. Con nào nó cũng gầm gừ hết luôn ấy. Còn một đồng chí ở kia này. Lên điện thoại em màu nó hơi đỏ hơn một tí nha mọi người nha. Ngoài đời thì nó nhạt hơn một tí so với trong điện thoại này. Còn cái thần kinh với cả cái tiếng gầm gừ của nó khi mà nó cắn rẻ thì chắc là không, cái này em không chỉnh sửa được đâu, nên là mọi người hoàn toàn yên tâm. Đây, thực tế là em quay cho mọi người xem luôn đây. Trời ơi, này mà gặp trộm thì một con này thì thôi rồi luôn. Cắn này. Đây, con lông đen này này, cực kỳ là căng luôn này. Bao giờ cũng cắn từ đầu đến cuối. Đây nhá. Đi vào. Nào. Con đấy con đực luôn. Con lưng đen căng này là con đực này. Tí nữa thì em sẽ quay riêng từng con luôn cho mọi người dễ chọn luôn nhá. Đây, đực đây. Sao, sổ cái gì? Giật. Đấy, từ đầu đến cuối là nó quay vòng tròn luôn. Nó không hề nhả luôn nhá. Con nào cắn thì vẫn giữ nguyên vị trí. Hoặc là tuột thì nó sẽ cắn lại luôn. Không, con này chuyên sủa nhá. Tai đẹp chưa? Lên tai đẹp thật. Nào. Đấy, chia ra hai như thế đỡ nó cắn nhau. Không, con cắn được, con không cắn được, nó toàn cắn nhau thôi. Được cái thì đàn này lại gầm rất là đen luôn. Màu lưng mấy nữa mà thay lên là quá là đẹp. Hai ba con này chạy đi chơi mất rồi. Rồi. Anh nhắc nhắc nó hơi lên được không, để xem cho mọi người xem gầm, quả gầm của nó. Đây, toàn gầm đen hết nha mọi người nhá. Gầm đen yếm trắng ạ.
con nào cũng có yếm trắng, có một tị yếm trắng luôn mọi người ạ. Đây tí nữa thì em sẽ bắt đầu em sẽ quay riêng từng con luôn để cho mọi người xem. Mệt. Vẫn cắn. Ủa, con kia nó sủa kìa. Kinh, sủa nó nhông hết lên. Hai con này còn cuối cùng, chết chậu nhà. Nào, cái gì đấy? Nào. Chết, ăn trộm cơm nhà hàng xóm rồi chết rồi bọn này. Chả trách, hai con này không chịu thôi à. Con lưng đen này, rất là căng. Cuốn người chưa này? Dạ, xin chào mọi người.